Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại với kênh của Trần Toàn. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người về cây kèn Istop Forerunner hay có tên gọi khác là Istop 1248NV. Thì ở video trước mình đã chia sẻ với mọi người về cây kèn này tương đối là đầy đủ và chi tiết rồi. Mọi người có thể xem lại ở video trước, mình sẽ để ở bên này của màn hình này. Đến với cả video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những gì. Đấy là những cái mà mình thấy là nó cần phải chi tiết hơn, cần phải nâng cao hơn. Cái điều đầu tiên mình muốn nói với mọi người đấy là khi chúng ta mua một cây kèn hoặc là bất kỳ một cái mặt hàng nào thì cái niềm tin và cái sự tin tưởng, cái sự uy tín nó vẫn đặt lên hàng đầu. Đó, thì trong trường hợp này mình có thể chia sẻ với mọi người như này. Tức là khi mà chúng ta mua cây kèn này theo cái giải pháp mà mình chia sẻ với mọi người để có một mức giá rẻ, tức là mình sẽ mua ở trên Lazada và canh những cái ngày nó giảm giá, và chúng ta mua cái hàng ở trên cái gian hàng của eStop chính chủ á, thì sẽ có những cái giá rất là tốt, chỉ bằng có một nửa so với cả giá bình thường ở trên thị trường và ở các cái shop ở Việt Nam người ta đang bán thôi. Nhưng mà nó đánh đổi lại chúng ta sẽ phải có những cái nguy cơ rủi ro như mình chia sẻ với mọi người rồi, đấy là nó có thể gặp những cái lỗi của cây kèn này mà chúng ta rất khó hoặc là thậm chí chúng ta không thể khiếu nại được. Đấy, mua hàng trên online thì nó vẫn có những cái như vậy mà, hoặc là chúng ta khiếu nại nhưng mà nó rất là lòng hoàng các bạn. Đó, thì chúng ta cũng rất là cần phải cân nhắc. Mua cái mặt hàng gì cũng vậy thôi, nó vẫn có những cái rủi ro và chúng ta có những khi nhé, tuy là giá cao nhưng mà chúng ta lại vẫn tìm đến, bởi vì sao? Nó có cái độ tin tưởng cao, rồi là nó nhanh gọn. Đấy. Ví dụ như là cây kèn này thì hiện tại mình thấy là ở một số cái shop ở Việt Nam đang bán này. Ví dụ như là Harmonica Shop này hay là nhạc cụ di động này, người ta đang bán thì giá, mình nói thẳng là giá nó cao hơn so với cả chúng ta tìm mua những cái đợt giảm giá cực mạnh ạ ở trên Lazada đó. Nhưng mà đổi lại chúng ta có những cái độ uy tín này. Ví dụ như là các bạn mua về, các bạn trải nghiệm, các bạn nhận thấy nó có những cái lỗi như vậy. Ví dụ như mình thấy là nó bị rè nốt này. Đấy, hoặc là nó bị trờn cái ốc vít này. Thì mình có thể đề nghị đổi chứ, đúng không ạ? Cái này thì chúng ta có thể nhanh chóng gọi điện cho shop và mô tả lại những cái lỗi như vậy. Và mình cũng phải chia sẻ luôn đây là mình chỉ là một người sử dụng bình thường thôi, mình chẳng đánh rơi cái gì cả. Đó. Mình cứ chia sẻ thật với shop như vậy, người ta có uy tín thì người ta chắc chắn là sẽ có những cái hướng dẫn cho mình để có thể đổi được hoặc là khắc phục được nếu mà những cái lỗi đó là những cái lỗi nhỏ. Đấy. Đấy là cái điểm đầu tiên về cái vấn đề là giá cả. Nó phải đi đôi với cả những cái chất lượng và dịch vụ sau đó các bạn. Đó, cái điểm tiếp theo mình muốn chia sẻ thêm với mọi người đấy là những cái điều mà mình đã chê cây cần này ở video trước thì mọi người thấy là mình chê cây cần này rất là nhiều, khen thì ít nhưng mà chê thì nhiều đó. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người phải hình dung đấy là mình là một người chơi có cái yêu cầu nó tương đối là cao hay còn gọi là khó tính đấy, và mình chơi thì mình yêu cầu nó phải âm thanh, nó phải dày, nó phải chắc, rồi là nó phải hay, rồi là nó phải nhẹ, rồi là nó phải thế này thế kia, rất là nhiều những cái yêu cầu. Tuy nhiên là đấy chỉ là cá nhân mình thôi, một người chơi mà các bạn cứ hình dung là một người chơi khó tính đi đó. Thế còn đối với cả một người mới chơi, thì sao? Thì mình cũng phải chia sẻ thêm với các bạn đấy là nếu ở cương vị một người mới chơi thì cây kèn này nó khá là xứng đáng các bạn nhé. Chơi nó cực kỳ là dễ, nó nhẹ đó. Và một cái nữa đấy là chúng ta bỏ ra một cái số tiền khoảng độ mấy trăm k, 400 k đó, nó chỉ bằng một cây kèn tremolo thôi, nó bằng một cây kèn Istop T2403, kèn tremolo giá rẻ chứ cũng chẳng phải là tremolo nó cao cấp gì cả đấy. Nhưng mà chúng ta được cái gì? Được đấy là chúng ta có thêm cần bấm. Một tí nữa thì mình sẽ chơi thử cho các bạn một cái đoạn nhạc mà
Hôm trước mình chưa lột tả được cái tác dụng của cái cần bấm này. Đây là chúng ta chơi được những cái nốt thăng dáng mà một cây kèn tremolo bình thường thì nó rất khó có thể làm được. Hoặc là chúng ta phải có tương đối là nhiều kèn chúng ta mới làm được. Đấy. Và một cái điểm tiếp theo nữa, đấy là cây kèn này thì nó cho cái khả năng đối với cả những người mới chơi nhá, mới chơi, mới làm quen và mới tiếp cận với cái dòng chromatic harmonica có cần bấm này, thì đây là một lợi thế. Bởi vì sao mình phải nói như vậy? Đấy là qua cái trải nghiệm của mình thì mình thấy rằng là những cái nốt ở quãng thấp á, ví dụ như là những cái nốt là đồ, nốt là rê, nốt mi, nốt pha ở cái quãng thấp này, quãng đầu tiên này, thì tương đối là nhiều người hay không muốn nói một cách khác, đấy là đa số những người mới chơi, mới làm quen với cái dòng kèn chromatic harmonica có cần bấm này, thì các bạn rất là hay gặp phải tình trạng đấy là bị tịt nốt. Và các bạn cứ nhầm lẫn đấy là có phải do kèn nó bị hỏng hay là không. Đấy, thì mình đã gặp rất nhiều những câu hỏi của các bạn khán giả trên kênh rồi, thì tất cả những câu hỏi đó mình đều giải đáp với cả mọi người, đấy là do người chơi thôi chứ còn kèn nó chả làm sao cả. Và nếu như là cây kèn này thì các bạn tiếp cận với kèn chromatic harmonica có cần bấm nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình sẽ chơi thử cho các bạn nhé. Tất nhiên mình là một người chơi có tương đối kinh nghiệm rồi, nên cái việc mà mình chơi được cả kèn này lẫn cái kèn chromatic harmonica bình thường á, nó rất là điều dĩ nhiên rồi. Nhưng mà ở đây mình đang đang lấy ví dụ với cái khẩu hình miệng và với cái luồng hơi của một người mới chơi thì nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Ở đây mình đang có hai cây kèn. Đây. Đây là Istop Forerunner. Còn đây là Chromatic Harmonica của Suzuki SCX48. Mình sẽ mô tả cho các bạn thấy nó tịt như thế nào nếu mà chơi theo cái cách bình thường của một cái người mới tiếp cận với cái dòng kèn này. Đây. Đó, nó tịt tịt kiểu này. À, đây là mình cố tình mình tạo ra cái khẩu hình miệng nó như vậy nhá, và vẫn với cái khẩu hình miệng như vậy, giống như một người mới chơi đó, thì trên cây cần này nó sẽ như thế nào? Nó đỡ hơn rất là nhiều các bạn. Tất nhiên là nếu mà để mà nghe kỹ ra ấy, thì cái nốt mà chơi theo cách cách đó ấy, nó tương đối là không được chuẩn đâu. Nhưng mà dù sao nó vẫn tốt hơn là cái kiểu tù tù tịt tịt như ở trên cây này. Đó. Ở đây mình không muốn so sánh là cái cây kèn nào nó tốt hơn, bởi vì dĩ nhiên một cây SCX48 này, nếu mà giá mới của nó thì cây này làm gì có cửa các bạn. Forerunner này làm gì có cửa. Đó, nhưng mà ở một cái góc độ nào đó ấy, thì nó là như vậy. Mình sẽ chơi thử cho các bạn nghe một cái bài nhạc mà nó có sử dụng đến cần bấm nhé, ở trên cái kèn Istop Forerunner 1248NV này, xem nó kiểu gì. Thank you.
Đó, mình chơi một đoạn như vậy thôi. Tuy nhiên là mình chia sẻ với mọi người là cái cần bấm nó rất có tác dụng ở đây nhé. Mọi người nếu mà để ý thì những cái lúc mình bấm, có lẽ là mọi người sẽ thấy cái âm sắc của nó. Khi mà bấm thì nó cũng tương đối là mượt chứ nó cũng không phải là quá quá tệ đâu. Nó nên cái cây kèn này nó cực kỳ là phù hợp với những người mới chơi. Đó, hôm nay mình chia sẻ với mọi người những cái điều mà mình chưa nói ở video trước, có lẽ là sẽ có ích đối với cả một vài bạn mà chúng ta đang phân vân về cây kèn này. Tất nhiên là lời khuyên của mình vẫn là nếu các bạn có điều kiện thì nên cố lên một chút để mua những cây kèn nó cao hơn một chút. Tầm tiền nó chỉ thêm khoảng độ một vài trăm thôi, nhưng mà chất lượng của nó sẽ cải thiện đi rất là nhiều. Ví dụ như là Swan 1248 hoặc là Estop mà Forerunner nhưng mà phiên bản V2, hoặc là những bản cao hơn của cái hãng Estop này thì nó cũng tốt hơn rất là nhiều chứ, đúng không ạ? Dù sao thì nó cũng vẫn ở một cái phân khúc nó khác so với cả cái kèn này rồi. Nếu mọi người còn ý kiến gì thì xin để lại ở dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.